giữ được hơi nóng rồi, nhặt nóng cho cái miếng tôn nhỉ. Cá nhà, cá ao, bắt cá ao. Suối không phải cá ao, bắt ao về đó, cá đây bắt rồi. Cá này ao nhà đó, cá răng lưới, cá răng lưới, cá ao ta và tám ao ta nhá. Chào cậu nhá, Tết Cao Bằng như thế nào rồi cậu Chiêu ơi? Có lá sung không? Có cây xanh kia không? Gia đình đi xuống dưới kia lấy mà. Tại mại đi nhặt củ tuyết nhậu. Xuống đây á? Ừ, làm đi làm được ba lon xong về. Dạ, cậu xin cảm ơn. Cũng hơi ngon, gà vịt thì chết nhiều rồi, mấy lần chết nhiều rồi, còn mỗi cá giờ mới chết này. Thưởng thức một tí những cái con mà không có mỡ. Làm gì vậy kỳ vậy?